Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Camp Defensor nha anh em. Tựa game này tiếp tục là chống lại lũ zombie. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì mình có nhiệm vụ là thu thập gấp đôi số tiền này trước. 300, chúng ta sẽ có 600.000. Thao một nâng cấp. Game gì đấy? Cái gì đấy nhìn hay ra nhờ. Game này game online à? Hình như game online thì phải. Wow, vương quốc đồ chơi, vùng đất côn trùng, liên minh mạo hiểm. Đây là game liên minh mạo hiểm anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ tắt nó đi này. Và chúng ta đang có tầm khoảng 600 ngàn để nâng cấp cho cái này của chúng ta lên nó khỏe hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cho có thể được một khu vực nữa. Và mình có thể mua được một con gì đấy. Mình mua được con Immortal Butcher này. Rồi mình sẽ nâng cấp cái con Immortal Butcher lên nhé. Rồi mình sẽ nâng để cấp độ này đi. Thomas Jaker. Nâng cấp hết lên nha. Nâng cấp hết lên cấp 9 nha anh em. Hoặc là cấp 10. Cấp 10 cho mỗi con. Đấy. Thằng này riêng ngày 11 rồi. Ok chưa? Trên này thì chúng ta cũng sẽ nâng lên. Bên này thì mình chưa có bất kỳ một cái gì cả. Module mình có 2 cái thôi. Không có, chưa có module mới nhỉ. Chưa có module mới anh em nhá. Và cái thằng này mình sẽ nâng cấp mắc cho nó luôn. Ê. Ok, hiện tại nó có skill gì chưa? Skill 25 chưa có, phải đi train anh em nhá. Rồi, cái bọn zombie ở đây thì khá là đơn giản. Để mình có thể tiêu diệt được bọn này. Oh, wow. Chúng ta gọi thêm quân ra. Từ đằng sau như thế này thì đỡ thế nào được. Quân mình thì sẽ mạnh hơn khá nhiều so với nó nhá. Dĩ nhiên rồi. Quang lưu đạn à? Ấy, choáng. Mấy con này choáng hết rồi. Có boss ở đây thì mình mới sợ rồi. Rồi tiếp tục là Buster nha anh em. Bọn này thì nó không có gì là khó khăn đối với mình cả anh em ạ. Tôi sẽ triệu hồi mấy con này ra trước. Mấy con này nó cũng không phải là quá mạnh. Level của mình cũng cao rồi mà. Cái này ném sẽ gây choáng này. Không thể nào mà có thể động tới mình được anh em nhá. Ấy. Cho anh đợi xem có con boss nào không. Đang ở cái màn số 14 á. Mình đoán là màn số 15, 16 gì đấy. Ô đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Armor. Nó sẽ tăng cái skin regen và cái truck heal lên một tầm cao mới. Rồi, hết tiền nhé. Như vậy ta đủ hết tất cả thứ rồi. Cái xe của chúng ta đang rất tốt, rất là khỏe. Nó sẽ bảo vệ khá là lâu đấy. Bảo vệ khá là nhiều thứ ấy. À, chiến nào bạn ơi. Rồi, lên nào. Con zombie này. Con zombie boss thường mà. Auto place thôi không cần. Con zombie này chúng ta đã gặp rồi nhá. Không có gì mới cả. Nó khá là cua. Tưởng boss gì nó khỏe chứ. Mấy boss này nó quá yếu đối với mình luôn. Cái truck chúng ta sẽ có unit mới à. Có con QT này. Mark Jace có thể mua bằng tiền được mà. Không nhất thiết là phải mua bằng cái kia đâu. Đây là. Ôi đây, tốc độ nhanh hơn này. Có lên được khoảng 2 chấm là nhanh nhất rồi. Tốc độ 2 chấm là nhanh nhất trong này đấy nhá. Đấy. Cho qua càng nhiều map càng tốt anh em nhá. Rồi, tấn công nào. Xong ngay, đơn giản quá nhờ. Có lẽ mình sẽ vào trong cái map này để mình đi kiếm thêm một vài thứ. 20 công thành. Đây là một cái xe tải. Carnival, ok. Xe này thì thấy nó cũng dễ.
Zombie nó không phải quá khó. Zombie này lần trước mình thua đây. Trận này lần trước mình bị thua đây. Nó cũng khá trâu anh em, nhưng mà không, trận này thì không nhé. Cho cướp được một chút tài nguyên. Một chút tài nguyên. Đây là cái gì? 30 à? Yêu cầu level 30 anh em ạ. Có con gì này? Con zombie dị lắm anh em ơi. Cái bọn là bọn người chứ không phải bọn zombie đâu. Bọn người mà. Đấy đấy đấy, con robot này. Đông đấy. Ui có cả chó kìa anh em. Có cả chó săn kìa. Ui nó khỏe lắm anh em ạ. Chưa thua được, chưa thua được. Thắng rồi anh em ơi. Mình đã nâng cấp cho cả team mình lên rồi. Mình thua được ở đây là sao thua được. Ui cũng gắn. Ui chúng ta được con Anastasia. Con này có vẻ khỏe đấy anh em. Anastasia Chucks Unis. Chúng ta có thêm hai quân mới à. Anastasia. Đây. Đa 16 đến 32. Chuck Hill. Con này có vẻ khỏe hơn là cái con này anh em ạ. 90 đến 99, 1300 attack range. Normal attack. Con này có phải là ngon không? Upgrade xem nào. Chúng ta đem upgrade lên level 10 nè. 160. Khỏe hơn con này nhiều. Khỏe hơn con này nhiều anh em ơi. Chúng ta sẽ thay vào đây nhé. Đấy. Nó hoàn hảo đấy. Anastasia. Thằng này là 180, 198. 180, 198. 160, 176. Jackie 100, 110. Thằng này mới là khỏe đấy, nhưng mà nó là khỏe bắn. Anastasia mình nghĩ là ngon nhất này. Vừa có quân mới mà Anastasia sẽ là 304 đến 320. Nâng cấp thêm cho team nhá anh em. Tội gì mà không nâng. Ồ, cái con vừa đánh xong à? Con vừa đánh xong rồi. Chúng ta sẽ cần chiếm. Ui 60 thì chịu rồi. Chúng ta sẽ chiếm ở đây nha anh em. Ok, gọi quân lên nào. Anastasia. Ủa, Anastasia cần team à? Khỏe thế em. Thật sự là khỏe ta. Upgrade. Tiền. Upgrade. Tiền tăng nhanh lắm. 30 này. Chúng ta sẽ chiếm luôn cái cứ điểm này nhá. Mình nghĩ là mình vẫn chiếm được thôi. Có Anastasia rất bá bên này. Đóng băng anh em ạ. Con này có thể chơi đóng băng đúng không? Đóng băng hay gây choáng gì đấy. Khá thốn. Cho công vào những cái trại zombie tập trung ở bên này nhá. Có gì đâu, nó cũng đơn giản thôi. Ây. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào cưng ơi. Lên cấp à. Chúng ta sẽ mở một số cái trại linh tinh ở bên này. Tôi sẽ mở để mình nhớ là mình đi Restaurant level 3. Cái này chiếm rồi đúng không? Cái này vừa chiếm xong. Khá đơn giản. Restaurant level 30. Ui anh em thấy con zombie nhìn trông khủng không? Có mấy con zombie mới anh em ạ. Nhìn trông khá ghê. Ôi ôi, con boss kia cũ rồi. Con kia loại cũ rồi. Có gì đâu. Choáng đi, choáng. Đóng băng anh em ạ, đóng băng. Cực cả đỉnh luôn. Đỉnh của chóp luôn. Bắn con đằng sau này. Choáng luôn anh em ạ. Hơn 300 đàm dành cho con nhân vật chính của chúng ta. 45 chắc là mình đang không đánh được đâu nhá. 50 chắc mình không đánh được. Đoán là như vậy. Map Camp. Nâng cấp khoảng 100.000. Đây là cái trại tập trung của chúng ta. Mình nghĩ là quân mình khỏe lắm rồi. Nhưng mà mình cũng không thấy có zombie loại mới nhỉ. Lanh quanh luẩn quẩn thì vẫn là đống cái đống zombie bình thường thôi. Có gì mới đâu. Không thấy zombie mới. Tốc độ nhân 1 chậm quá. Mình sẽ để tốc độ nhân 2 nhá. Hình như đến cửa 20 ta sẽ có một con loài mới phải. Cứ đi thôi. 18 rồi. Con này dễ giết mà. Anastasia. Đóng băng. Làm nhân vật cực kỳ mình cần thiết nha anh em. Con này gây choáng. Con này đóng băng diện rộng.
Ôi xịt kìa. Bó tay chịu cơm luôn. Chắc là đấu boss rồi nha anh em. Trận này đấu boss, có lẽ đấu boss rồi. 19 à chưa? Trận sau nhá. Trận sau mới đấu boss nhá. Lên nào. Choáng choáng. Tất cả nó đều bị choáng hết anh em ơi. Good good good. Và đây là sẽ là cửa 20. Chắc của chúng ta lên từ level 40 sẽ thêm được một cái slot nữa. Nó cần rất 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 nhiều tiền thì mới lên được. Module mới có 3. Có một cái air gun. Có lẽ tôi sẽ mua cái air gun để lắp vào đây nhờ. Nó sẽ cần hơn được cái này. Nhưng mà vấn đề phải nâng cấp lên anh em ạ, không nó yếu lắm. Nó sẽ đam cũng khá ổn đấy chứ. Nó sẽ thêm đam cho chúng ta. Đấy. Thêm e gan nhá. Hello. Thêm e gan ở đây thì các bạn đi đâu? Các bạn mơ mà đấu với chúng tôi được nhá. Các bạn nghĩ ra mà có thể đấu được với tôi. Ô không có boss à? 20 này nè. Mình cứ tưởng là 20 sẽ có boss chứ nhỉ. Không có anh em ơi. Hiện tại mình vẫn chưa thấy đâu là boss cả. Vẫn là mấy con cũ thôi. Ok ok, chống lại lũ zombie này thì khá là mệt. Khá là khó chịu. Xong. Let's go. Thêm một trận nữa đi. Đang tìm mấy con boss đấy mà vẫn chưa thấy. Có thể là 25 trang. Nói chung là quân mình cũng được nâng cấp lên khá nhiều anh em nhở. Được cái đam to hơn nhưng mà thủ thì lại yếu hơn. Ta sẽ thử lên 25 xem có boss đủ gì không nhá. 23 rồi. Chúng ta có tận 3 con để đi cản đường. Có bọn army mới, có bọn lính anh em ạ, lính là quân mới. Từng đợt lao vào luôn. Ấy chà, cưng ơi, chạy đâu. Wave 23, come please. Đã xong. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nhá, bye bye.